Hai thói quen này sẽ giúp cho bạn kinh doanh thành công. Thứ nhất, đó là hãy liên tục nâng cấp sự hiểu biết và tầm nhìn của bản thân của mình. Thị trường luôn liên tục thay đổi, vì thế chúng ta phải liên tục update bản thân của mình để chúng ta hiểu về nhu cầu của thị trường và phục vụ thị trường tốt hơn. Từ đó chúng ta sẽ kinh doanh thành công hơn bao giờ hết. Bởi vì thị trường không trả tiền cho bạn vì bạn có sản phẩm tuyệt vời. Thị trường trả tiền cho bạn bởi vì bạn trao đi một cái giá trị đủ lớn mà thị trường cần. Chính vì vậy, nhu cầu ngày hôm nay của khách hàng có thể thay đổi, qua ngày mai có thể thay đổi, rồi qua ngày kia nữa có thể thay đổi, nhưng bạn không thay đổi, làm sao bạn biết được thị trường sẽ thay đổi như thế nào để phục vụ? Thứ hai, chúng ta phải liên tục ở trong cái trường năng lượng tích cực và tốt đẹp. Bởi vì bán hàng có nghĩa là trao đi cái giá trị, trao đi cái năng lượng. Bạn không bán một cái sản phẩm thô, bạn bán cả tình yêu trong đó. Nếu như bạn không giữ cho mình một nguồn năng lượng tích cực thì bạn trao điều gì cho khách hàng của mình? Và tất nhiên, tiền hay là khách hàng sẽ không thích cái nguồn năng lượng không tích cực. Một nguồn năng lượng tiêu cực chỉ đẩy ra xa những khoản tiền và đẩy ra xa những cái nguồn khách hàng mà bạn mong đợi mà thôi. Vì vậy, chúng ta phải liên tục ở trong cái trường năng lượng tuyệt vời và tích cực. Hãy học cách nhìn nhận cuộc đời này bằng một cái năng lượng tích cực. Từ đó bạn sẽ thu hút rất nhiều cái nguồn khách hàng cũng như khoản tiền bất ngờ đến với bạn, và giúp cho công việc kinh doanh của bạn ngày càng thăng tiến và phát triển.